Chào cả nhà, cả nhà khỏe không? Cả nhà mình thì khỏe, dạ cảm ơn. Bữa nay mình rửa tay xong mình lau cái bàn, mình đã dùng cái thuốc mình lau bàn sạch sẽ rồi nha. Bây giờ mình cho cả nhà coi, đây là cái hộp mặt nạ duy nhất nhà mình có được, thì cũng đã xài một mớ rồi. Cái này chắc còn cỡ 2/3 cái hộp này, mà cái hộp này là 50 cái. Thì hôm qua mình tới nhà em trai mình, thì em trai mình không có mặt nạ, bây giờ đi mua không có được. Cả nhà, cái loại mà mỏng dánh đây nè, thì mình sẽ thường ngày á mình dùng cái loại này á. Mình mua tại sao mình có hộp mặt nạ này trong nhà là để mình khi ra giường mình nhổ cỏ, mình làm đất hay này kia đó, thì mình đeo vô đặng cho mình không có hít thở những cái bụi đất. Cái đó là cái lý do tại sao mà mình có cái mặt nạ này trong nhà, chứ không phải mình mua mặt nạ này để mà phòng chống bệnh dịch hiện tại. Hiện tại là mình, khi mà mình đã nghe mình đi mua là đâu còn mặt nạ để mua nữa. Thì đây chị Hai sẽ chia với lại em trai của chị một mớ nha. Và bây giờ mình cũng suy nghĩ là mình cũng không có giấy gì. Có người thì họ dùng cái giấy mà khi mình đi làm răng đó, họ để trên người mình đó, đừng cho nước không có thấm vào áo quần mình đó. Giấy đó bây giờ mình nghĩ cũng không biết có không để mua nữa, thôi thì mình cứ dùng giấy này. Giấy này là giấy lau tay, mình dùng 2 tấm thì nó cũng đỡ hơn là không có cái gì, phải không cả nhà? Có, kiểu như dùng cái từ là có còn hơn không đó. Thì bây giờ mình làm kiểu này để mình lựa ra 2 cụm thun theo là số lượng thun ở trong nhà mình có. Thì mình sẽ lựa ra 2 cộng thun nào để vừa phải, để mà mình có thể quấn qua cái lỗ tai của mình. Thì mình dùng 2 cộng thun này đi, 2 cộng khác nào cũng được, thôi dùng 2 cộng cùng màu đi cho nó giống ha. Mình dùng 2 cộng thun này với lại một cái miếng giấy. Thì bây giờ mình xếp miếng giấy này, thì mình xếp theo cái kiểu hồi xưa mình xếp cái quạt các bà con, mình gấp lại như vậy. Không biết mình đi chỉnh cái máy. Ây da, khó thấy quá à. Thiệt là làm video khổ ghê nha, không đủ đồ nghề khổ, chỉ có cái phone thôi đó. Mình quay video là mình quay video là mình quay bằng cái iPhone của mình. Thì đây là cái miếng giấy ha, mình xếp dày. Xếp vô một góc một chút xíu như này cả nhà, cỡ này nè. Đó. Rồi mình lật ngược lại, mình xếp lại. Cứ như vậy cho đến khi mình hết nha. Rồi mình lật ngược lại, xếp lại, xếp lại. Không biết cả nhà theo kịp không? Thì sau khi mình xếp là nó giống như vậy nè. Hồi xưa, hồi nhỏ mình nhớ là như vậy, cái mình kẹp lại giày, cái mình dán hồ. Bây giờ hồi xưa không có glue. Mà hồ á, keo hồ á, mình dán đây, hoặc cơm nguội á, mình thấm tí nước cho nó mềm mềm ra rồi mình dán đây nè. Rồi cái mình nó, nếu mà nó dính lại như vậy á thì nó sẽ bung ra như cái quạt. Nhớ hồi nhỏ không cả nhà, đây là cái quạt hồi xưa nè. Là cái mình cầm mình quạt vậy nè, cái mình cột cái gì đây cho nó toàn ten cho đẹp, mà làm đủ màu. Mỗi lần mà mình đi học cái ở trường có múa văn nghệ đó, cái mình làm cái mình múa vậy nè. Cái đó là cái hồi xưa ha. Thì bây giờ mình làm cái này xong rồi mình bỏ cộng thun vô đây, gặp cái này lại. Đó, là mình bấm dùng cái đầu bấm giấy nè. Mình bấm. Xong, rất là đơn giản. Bên đây. Rồi bên đây cộng thun nữa. Gặp lại. Rất là đơn giản thôi bà con. Bấm. Rồi coi như xong, như vậy là mình đã xong cái mặt nạ giả chiến, là mình không có phải tốn tiền nhiều, mình chỉ cần có như vậy thôi là mình xài được rồi. Thì bây giờ mình đeo lên nha. Chắc mai mốt mình đi làm á, mình làm kiểu này đó. Chứ bây giờ ở nhà mặt nạ mình không có nhiều. Mà mình, chị Hai sẽ chia một nửa cho em trai nha. Em trai đừng có lo. Mà nếu mà có cần quá đó, tại bây giờ mà nếu mà đóng cửa cho tới lệnh của nhà nước, nhà nước lệnh của tổng thống ở đây, của gia cửa đây mà đóng cửa cho tới tháng 7 là không có mặt nạ như đây, đâu có nhầm nhò gì. Tại khi mỗi lần mình đi xong mình xài là mình dục. Cái này mình dùng cái giấy này 2 lớp, nếu mình sợ có thể dùng 3 lớp. Mà giấy này thì ở nhà mình có, mà giấy này cũng dễ mua, xài xong
Điều kiện kỵ nhất là không được đụng chạm ngay trước chỗ này nha cả nhà. Tháo cọng dây thun này ra, tháo ra bên đây, cầm đây, vậy là mình đi giục thôi. Đó, đây là cái mặt nạ giả chiến của mình làm hôm nay. Mình sẽ làm, không cần phải làm để dành trước đâu, xài tới đâu làm tới đó, gắn lên xong rồi giục đó, đơn giản tiện lợi vậy thôi nha bà con. Thôi giờ mình đem mặt nạ mình đi đi đâu, mình đâu có đi chợ đâu, mà mình giờ mình lỡ làm rồi mình tự mình đeo luôn ha, cũng nhìn cũng style lắm, cũng đẹp lắm chứ bà con. Đó, đẹp cái không, mặt đeo mặt nạ vẫn đẹp như thường. Ok, chào cả nhà, chúc cả nhà có một ngày vui vẻ hạnh phúc. Bye.